Ok, hello anh em. Con bò hôm bữa mình mua về, mình đổi với bạn mình về. Nói chung là mỗi một chiếc xe một trải nghiệm. Bạn mình hồi xưa mình bán cho bạn mình á, nó là một cái con Street Fighter rất là đẹp, đồ rất là đồ full luôn. Và con Street Fighter này được lên báo năm 2015-2016, thì xe này chỉ 23 thôi. Thì bạn mình về thì nó lại thích đi cái form như vậy, lại về zin. Đó thì nó cũng đã thanh lý đồ hết rồi, nó thanh lý đồ hết rồi cho nên mình quay về Street Fighter thì không được. Quay về Street Fighter nó không có đẳng. Nó thiếu những cái đồ chơi xịn sò đi. Cho nên bắt buộc thì mình phải update lại cái con xe này theo cái chiều hướng zin này. Thì thật sự rất là tốn kém, tại vì chiếc xe này là bạn mình tự mua dàn áo mọi thứ về nó tự setup lên, giống như một cái trải nghiệm của nó. Nó không phải là một cái người rành về xe, giống như nó đam mê, nó thích đó, rồi nó tự mua đồ về nó lắp ráp lên, giống như là cũng là một cái thú vui vậy anh em đó. Thì có những cái phải làm lại hết, cho nên là cái này không phải nói ra để là chê bạn mình đó. Thật sự là mình mua lại và cái tình trạng sao mình nói với anh em cho vui, cho rõ ràng, và cũng nói thẳng thật vấn đề luôn đó. Là một cái người họ muốn trải nghiệm, họ tự làm thì họ không thể nào mà làm cho nó đạt được cái mức mà để chạy cường độ cao hoặc cái sắc nét được, kể cả những cái phần dàn áo, ốc ác đồ. Grab không bao giờ kín chắc được giống như cái người thợ được, tại vì họ đã làm rất là nhiều rồi, họ có kinh nghiệm nhiều đó, họ biết cách lắp đặt. Giống như con xe này mình mua về, anh em biết mình phải thay lại cặp vỏ Mitas mới nè, anh em nhìn trước sau. Cả cái nước Việt Nam này không ai bán xe giống như mình. Ví dụ như những cái người khách mà họ chơi xe, họ build lên, họ bán xe, đó là chuyện bình thường, lỗ bình thường. Còn riêng mình mua về anh em thấy mình thay đồ mới không à? Mà thay vỏ là phải đúng cấp độ để đi nhanh. À, Mitas 8 triệu rưỡi. Đó. Build lại nguyên chiếc xe, gắn thêm cái cặp kính zin vô nữa. Kính zin rồi câu lại, có đèn xi nhan trên kính đàng hoàng ha, cũng hết 2 triệu rưỡi rồi, có đầy đủ chưa, chưa lên nha. Đó, chưa lên đồng hồ nha. Ủa kỳ vậy, để mình bật lên luôn. Có đề mi nè, bóng xi nhan như nó cháy rồi, có đề mi à, có đề mi à. Vậy là cái bóng xi nhan nó bị cháy hay như thế nào rồi ha, tí xíu mình sẽ coi lại. Tại vì cái đèn xi nhan này nó tích hợp luôn cái đèn trên cái gương chiếu hậu luôn đó. Rồi để mình nói tiếp cho anh em, rồi về mình làm lại rất là nhiều, và sẵn mình bảo dưỡng lại luôn, bảo dưỡng lại full xe luôn, rồi thay bi chánh cổ on bone. Mình cộng cho anh em thôi ra cái giá nè, đợi em xíu. Alo ạ. Coi cái giá mà mình làm lên rất là nhiều tiền luôn anh em. Ví dụ như bi chánh cổ Inbon nha, luôn công lắp đặt là 3200 đó, cùm tay thắng CRV với cùm tay côn, mình tính bèo bèo 6 cũ thôi. CRG, sorry anh em, CRG tính 6 triệu thôi, là cùm tay côn đồ chơi với lại tay thắng luôn nè đó, tính 6 triệu thôi. Mình đang tính là giá cũ nha, chứ còn giá mới không có cái đó đâu. Rồi cộng cho nhớt 3 chai, nhớt 3 chai là 960 ngàn, cộng cho lọc nhớt là 350 ngàn đó. Cộng cho 4 cái buji bấm sơ sơ thôi, 580 là mình tính ra 2 triệu 2 thôi, tính 2 triệu thôi đó. Cộng cặp vỏ Mitas là 8 triệu rưỡi, sơ sơ là 21 triệu rồi nha. Anh em coi mua xe về cứ xe đẹp là một chuyện, còn mình làm lại cho nó chuẩn đạt là một chuyện khác nữa. Cặp gương chiếu hậu mình tính 2 triệu rưỡi thôi. À,
còn gì nữa ta? À, cái phần này mình phải mua về nguyên cái bờ khác, tại vì cái bờ này của nguyên một cái dàn đuôi này nè, ở đằng sau nè của chủ xe là nó bị bể rồi, cho nên mình phải mua một cái bộ mới. Một cái bộ mới như vậy có bèo nhất cũng phải là tầm 7,5 triệu, mình tính 7 triệu thôi. 7 triệu thôi. Rồi. À, tính tiếp cho anh em nè. Nguyên một cái khung đuôi này, cái bộ khung đuôi này mình mua mới nha. Khung đuôi này nè. Đó, khung đuôi có gác chân này luôn nè. Cái khung đuôi có gác chân, bộ gác chân này thôi á, nó tầm bèo bèo cũng là 3 triệu. Tại đồ zin mà. Luôn cái khung đuôi này á, khung đuôi này phải 10 mấy triệu, nhưng mà mình thôi mình tính nguyên khung đuôi này với cái bộ đuôi sau mình tính 15 triệu thôi. Rồi. 45 dít anh em. 45 triệu mà lúc đầu mình báo cho anh em á là mình chưa có tính tiền cái bộ cổ bô. Anh hạ xuống đây giùm em nha. Mình chưa tính tiền cái bộ cổ bô với cây bô này. Cây bô này là cây bô của BMW đồ chơi. Đó, bô AK này nè, anh em nhìn nè. Chưa có dặm, chưa có tuốt gì hết. Cây bô này không phải 16 triệu. Rồi mình thay cái bộ cổ lại của nó nữa. Đó, bộ cổ cũ nó bị móp anh em. Thì nó tháo cái đồ chơi titan ra thì nó gắn vô đồ cũ, thì mua đồ cũ nó bị móp chứ không phải xe này bị tai nạn nha. Xe này là chuẩn không bị tai nạn nha. Kiếm thật và lòng luôn, mình bán xe nào tai nạn mình nói tai nạn thôi. Còn xe này chuẩn chỉ không tai nạn, phục là phục zin nè. Anh em nhìn vàng sơn mạ. Ốc heo nè. Này là đâu có sơn lại đâu, nó mới cỡ này. Ha. Lốc máy cũng là nước sơn zin nè. Nhìn đẹp cỡ này nè. Đó, két nước nè, không bị móp gì luôn. Két nước zin theo xe nha. Nhìn ốc và nhìn co nè, nó đẹp cỡ này nè. Cho nên đừng nói chuyện tai nạn với mình. Xe này là mình làm cho nên mình biết chắc chắn nguồn gốc luôn. Đầu phục vậy nè. Khiên phụ người ta xuống em. Đó. À, phục zin luôn nha. Thì á, bây giờ mình cũng không biết tính sao, cái bộ cổ này mua có bèo cũng phải 5 triệu. Với đường bô này là 16 triệu, nó lòi ra 20 mấy triệu nữa. Nhưng mà mình lỡ nói anh em là bán 208 rồi. Nhưng bây giờ thôi mình cũng phụ, mình lấy thêm 10 triệu nữa là 218 triệu mình mới bán được. 218 triệu là có mua full cái bô này. Đó. Còn anh em mua không mua thôi, mình không cần khe. Tại vì những cái xe này anh em thấy, riêng cái Việt Nam này không ai bán một cái chiếc xe mà người ta vô đồ mới mà đồ đẹp full vậy hết. Xe này chạy nhiêu cây rồi sao? Xe này đúng Odo là 12.000 cây luôn. Xe này mà tua tặng xe luôn. Tua là tặng xe. 2.8 là 3.4 hồ sơ hả? À, cái xe này phải thay cái ổ khóa nữa. Ổ khóa này ổ khóa mới nè. Bị chạm rồi. Không phải bị chạm, nó bị lờn. Total là 12.200 km nè. Đó. Đồng hồ này đồng hồ zin nha. Lỗ nghe tiếng máy hết hồn luôn. Tiếng hơi cực kỳ chắc. Rồi để cái tay đây, cái bô này là cái bô rộng á, bô họng rộng, đi đường phải đi đường bô dài. Chứ bô này đi đường ngắn là nó chịu không nổi. Để mình kiếm cái gì cho anh em coi. Đây. Cái lực máy của cái xe nhìn nè. Đó, nổ gan ti mà. Anh em thấy không? Nổ gan ti mà nó bay cái lá cỡ này nè. Cái hơi nó rất là mạnh nha. Đường bô dài, họng lớn, họng 60 đó nha. Đó, bay lá cái này là anh em biết rồi. Cũng
khủng khiếp như vậy đó. Ý là đây là đường bô dài nha. Cái bô dài mà AK carbon á, nên mình chạy vòng nãy giờ rất là căng. Rồi về mình nổ máy vậy nè, nem rờ vô không nóng nè. Rờ bằng tay vô không nóng nè. Đây là cái đường bô dài. Đó, giảm thanh rất là lớn chứ không phải là bô ngắn hoặc là bô AK hoặc là Outin bô ngắn để nó ra cái hơi rác như vậy. Mà anh em thấy cái hơi nó rác khủng khiếp không? Nó hơi rác khủng khiếp luôn. Hưng ơi kêu Kiên tính tiền giùm anh, check hàng thì tính tiền giùm anh. Đó, rác cực kỳ luôn. Tại mình chơi đồ anh em thấy không? Sơn là EK3D, độ xịn không à? Mình bán xe đồ cũng xịn. Một cái cặp gù nè, với một cái bộ giữ bên trong cái ốc, nó phải tầm 600 ngàn. Đó, làm một lần cứng ngắc luôn, chứ không phải là làm cái kiểu mà giống như mua về cái mấy cục cao su xiết vô nó nở ra được mấy bữa nó rớt ra. Bao anh em đi tour không bao giờ rớt. Đó, chuẩn chỉ từng cái bao tay cho tới mọi thứ, cho tới bố thắng, mọi thứ bao anh em check. Không có cái đồ nào mà lô hết á. Và đồ hiệu năng cao và rất là đẹp. Tại xe mình khoe từng cái bố thắng, tại vì thường xe kiếm bố thắng mà đúng chuẩn hiếm lắm. Cái xe nào hiếm, hiếm lắm. Quay cho người ta coi cái nào của mình tốt, mình đúng thì mình quay thôi. Đây. Có nhiều người nói anh bán xe suốt ngày khoe võ khoe bố thắng. Tại vì sao anh em biết không? Mình bán cho người ta, mình thay bố thắng xịn, bố thắng mới. Mấy trăm ngàn cặp, gần triệu cặp. Cặp võ gần chục triệu mình phải khoe chứ. Đúng nghĩa là mới. À, chứ không phải là chạy rồi kêu mới. Mình chưa chạy luôn, mình mới thay vô đồ mới, new. Tại sao mình có quyền khoe? Bán xe mà. Bán xe mà được như vậy không khoe. Vậy khoe gì giờ? Khoe từng cái nào nó đúng thì mình khoe thôi. Để cho người ta biết là mình đồ đúng như thế nào. Đó. Chứ không bán xe mà không cho người ta khoe đồ mới, người ta thay làm sao. Đét là 2024 luôn nha, chứ không phải là đét đời thấp đâu. Đó, đã khoe là khoe cho tới. Gõ sau thì dễ thấy đét hơn. Kia nó bị khuất trong cái dè. Cặp vỏ này là của châu Âu về nha, Slovenia. Đó, ở đâu xịn đàng hoàng. Đây, đét 2024 nè. Đáng khoe không? Đáng để khoe không? Vậy mình hỏi anh em những cái này nó bằng tiền không? Đó, đồ mới đàng hoàng. Sạc nó lên sạc hai dắt xịn luôn nè. Đó, câu dắt đàng hoàng. Bộ sạc này nhiêu tiền rồi? Cục sạc này không 3,8 triệu. Còn đời mới của nó nếu mà mua new là cả chục triệu ở trên dưới á. Bộ sạc hai dắt nó chuẩn chỉ đàng hoàng. Ốc bánh mới trước sau. Vậy có đáng để khoe không anh em? Nó đẹp vậy nè. Cái này là lớp mạ của nó còn đẹp vậy chứ không phải sơn lại đâu nha. Đáng để khoe không? Đó. Đẹp phải cho người ta khoe chứ. Và anh em thấy cái tiếng hơi máy nó lực khủng khiếp không? Rồi. Sẵn mình quay cho anh em. Mới về được một cục máy. Quay chung luôn đi anh. Khui tem. Để mình khui luôn đi. Cho nó hot. Cục máy này mới được đấu giá về. Đấu giá vận chuyển về. Máy này chắc anh em đang cần. Lấy anh giao cục giấy đi. Đây cho anh em coi ở đâu về ha. Đây. Chữ này thì anh em biết ở đâu rồi ha. Đó. Nhá nhá hàng thôi. Có chưa? Rồi anh cảm ơn. Nhẹ nhàng hơi còn thôi kệ gạch luôn đi. Tại em nghĩ lần hơi còn mang đi cất nữa.
Anh em nhìn là thấy ở đâu về đúng rồi đó, biết rồi ha. Bậy ông nội. Dương Đông kích tay. Và đây là một cái con cục máy của một con xe đang hot hiện nay ha. Cực kỳ hot hiện nay luôn. Đây. Có gì tháo ra chụp hình nha em. Máy R1 2022. Ha. Về mình chưa vệ sinh, ốc ác nó mới vậy nè. Chưa hề vệ sinh gì nha. Lọc nhớt. Mới lắm. Rồi, tháo ra chụp hình thôi. Đó. Bên mình là chuyên nhận đặt máy móc đồ về. Có những cái máy anh em không có thể nào mà làm lại được. Mua đồ linh kiện nó rất là đắt. Cho nên thường sẽ mình mua nguyên cục như vậy để mình lấy phụ tùng thì nó sẽ rẻ hơn. Ha. Đó, mình nói với anh em là mình máy gì mình cũng có sẵn hết. Có sẵn ở Việt Nam là khoảng 70% những chiếc xe mô tô đều có sẵn hết. Ha. Và mình có thể xuất hóa đơn đỏ được cho anh em hết nha. Những cái phụ tùng này mình bán là mình có hóa đơn đỏ cho anh em nha. Đó. Anh em mua cá nhân hay anh em mua công ty đều xuất hóa đơn đỏ. Đều được hết. Đó. Mình báo với anh em cái như vậy. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Mình sẽ quay cho anh em một cái con siêu phẩm khác. Ok.